Phòng cảnh sát đi, bỏ lên. Sếp à, tôi đã nói nhiều lần rồi, khẩu súng đó không phải của tôi. Lúc tôi mua lại văn phòng làm việc đó, nó đã như vậy rồi. Hả? Tôi thấy cái tủ còn mới nên mới giữ lại thôi. Tôi không biết đằng sau còn có ngăn kính, càng không biết trong đó có khẩu súng đâu. Nếu không bị bắt quả tang, ai cũng nói bản thân không biết. Chúng tôi điều tra lai lịch của ông rồi. Lúc trước ông theo dĩ nhỏ của Nghĩa Liên mà, hắn buôn lậu vũ khí. Ông là đàn em giấu khẩu súng cho hắn thì có gì lạ chứ. Sếp à, sếp cũng biết nói là lúc trước. Tôi làm ăn lương thiện cũng gần 30 năm rồi. Nếu khẩu súng thật sự là của tôi, lý nào tôi lại ngu tới vậy mặc cho công nhân phá ra chứ. Nhất thời không nhớ có gì lạ chứ. Có những ổ ma túy, người ta quên đóng cửa, bị chúng tôi tịch thu hết hàng cũng như vậy thôi. Một ngày làm lưu manh, suốt đời làm lưu manh. Tóm lại bây giờ chúng tôi tìm được khẩu súng trong tiệm của ông, đủ chứng cứ lập hồ sơ khởi tố ông tàng trữ vũ khí. Có chuyện gì? Nói với tòa đi. Alo. Sếp Mạc, quầy lễ tân ở đại sảnh gọi lên, có một người tên Hầu Thục Quyên cương quyết đòi gặp sếp. Quyên, anh Đạt vô tội, anh nhất định phải giúp cho anh. Anh Đạt xảy ra chuyện gì? Anh bị cảnh sát bắt rồi. Anh là cảnh ti mà, anh có quyền nhất mà. Anh mau kêu người thả ảnh ra đi. Em bình tĩnh lại đi, ngồi xuống đi. Uống nước trước. Từ từ nói cho anh biết những gì mà em biết. Có chuyện gì vậy? Sáng hôm nay có hai sếp của tổ trọng án tới nhà. Nó tìm được khẩu súng ở phòng trà của anh Đạt, cho nên đã bắt ảnh tới sở cảnh sát rồi. Được, để anh tìm hiểu tình hình với nhân viên bên đó đã. Anh Đạt đã có tuổi rồi, anh lại bị đau bệnh khắp người nữa, còn bị ba cao. Nó thật sự ở tù, anh nhất định không chịu được đâu. Quyên, anh hứa với em, chỉ cần anh Đạt không phạm tội, anh nhất định không sao. Yên tâm đi. Tình trạng vụ án của chú Đạt cũng giống như tàn trữ ma túy, phát hiện có chất cấm ở trong nhà ổng, lại không có nghi phạm nào, cho nên chủ nhà bị nghi ngờ nhiều nhất. Cộng thêm lúc chú Đạt còn trẻ từng làm xã hội đen, lúc trước đại ca mà ổng theo còn buôn vũ khí nữa. Trọng án lập hồ sơ làm đúng trình tự là hợp tình hợp lý mà. Có khi nào có người vu oan giá họa không? Ngăn kính ở văn phòng trên tầng 2 của ổng kín đáo như vậy không giống cho lắm. Có khi nào là do chủ trước để lại không? Đích thực chủ trước là người làm ăn, nhưng chỉ nhận công trình sửa cửa sổ bằng kính trong nhà, hoàn toàn không có liên quan gì tới súng lục hắc tinh hết. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ ra sức điều tra, còn làm đúng theo tất cả trình tự, vậy thì sẽ không ai dám đàm tiếu gì nữa. Đúng đó, vậy tôi lập tức gọi cho sếp Quỳnh. Sếp Mạc, tôi nghĩ bây giờ sếp không tiện xen vào, để chúng tôi làm. Lúc trước tôi từng theo sếp Quỳnh ở trọng án, tôi lên tiếng sẽ dễ dàng hơn. Được, lực, vậy giao cho cậu nha. Do theo kết quả giám định vũ khí, đã tìm được ở tiệm của chú Đạt là súng lục K-54, còn gọi là súng lục khắc tinh. Loại súng này sản xuất năm 1990. Vị trí bắn súng có một dấu vết rõ ràng. Trong ổ đạn của súng còn có 3 viên đạn, không loại trừ khả năng từng sử dụng. Quan trọng nhất là khẩu súng hoạt động bình thường, hoàn toàn đáp ứng định nghĩa quả lực được quy định trong pháp luật. Có nghĩa là chỉ cần chứng minh khẩu súng này thuộc về một người khác mới có thể giúp được chú Đạt mà thôi. Về phía đường rảnh sẽ thì sao? Điều tra tới đâu rồi? Chúng tôi điều tra sau năm 1990, tất cả những vụ án có dính líu tới súng lục hắc tinh, không có bất cứ ghi chép đường rảnh sẽ viên đạn nào trùng khớp hết. Đã kiểm tra khẩu súng không bị tân trang, không số hiệu, là loại thường thấy ở chợ đen, rất khó tiếp tục điều tra. Hồ sơ mua bán căn hộ phòng trà đâu? Tôi đã kiểm tra văn phòng đăng ký khoảng 2000 chú Đạt mua lại mặt bằng này, có luôn văn phòng làm việc tầng 2. Trước đó tổng cộng 6 chủ nhân, tất cả đều không có tiền án và không có lai lịch xã hội đen. Còn cái tủ là do 3 đời trước để lại, những đời chủ sau đều giữ lại nó, vẫn chưa tìm được thông tin liên quan đến vũ khí. Đám chủ nhà không đáng nghi, vậy thì phải điều tra bọn họ có cho người khác thuê chỗ đó không, rồi điều tra đám khách thuê. Bây giờ rất nhiều hợp đồng thuê đều không có người quản lý, phải trực tiếp nhúng tay điều tra. Sếp Lực à, chúng tôi dành vụ án này về dùm cho sếp Mạc như vậy, bên ngoài có nhiều cặp mắt dòm ngó lắm, nói điểm bộ chúng ta ngang ngược đó. Nếu không tìm được chứng cứ mới, chúng ta rất khó tiếp tục giữ lại vụ này, không thể không lập hồ sơ khởi tố chú Đạt. Tôi hiểu, nhưng bây giờ đích thực có những điểm vẫn chưa được điều tra rõ ràng triệt để. Mọi người yên tâm, tôi nhất định làm việc theo đúng chứng cứ. Nhưng mà coi bộ tình hình của chú Đạt không lạc quan lắm. Bạn ở sở tư pháp của tôi còn nói, gần đây tòa án mạnh tay tấn công tàn trữ, vụ nào cũng tuyên án rất nặng. Vậy thì dì Lan thê thảm lắm, tưởng đâu tìm được bạn đời, ai ngờ. Còn trách nhiệm theo ý trời, mọi người dốc hết sức lực đi. Dạ. Dì Lan, có phải dì nói đùa không?
Tôi lặp lại một lần nữa, người cất giấu khẩu súng là tôi. Anh Đạt không có biết gì hết đó. Dì Lan, cảnh sát chúng tôi làm việc chú trọng chứng cứ, không phải vì tới tự thú thì quy tội cho gì. Anh của tôi là đại ca xã hội đen mà, khẩu súng là do ảnh đưa cho tôi. Khẩu súng giấu trong ngăn kính bấy lâu nay, vì về Hồng Kông chưa đầy một năm, lại còn vừa mới quen chú Đạt, làm gì mà giấu súng ở trong đó được chứ. Dì Lan à, dì đừng nói lung tung nữa, dì làm vậy sẽ cản trở sự công bằng của luật pháp đó. Tôi không có nói lung tung, tóm lại không liên quan tới anh Đạt đâu. Các người muốn bắt thì cứ bắt tôi đi. Dì thích ở tù chứ gì, bây giờ tôi sẽ bắt dì. Nhưng tôi muốn nhắc nhở dì, dì ở tù thì đến lượt chú Đạt lo cho dì. Sức khỏe của chú Đạt không tốt, nhưng dì lo cho dì chắc chắn sẽ tìm mọi cách làm gì đó. Chú sẽ tìm luật sư cho dì, dì ở tù chú sẽ tới thăm dì. Chú đi khắp nơi tất bật ngược xuôi, chịu đựng đến suy sụp, cuối cùng chú vào bệnh viện ai lo cho chú hả? Anh Đạt thật sự là một người rất tốt. Tôi từng sử dụng ma túy, tôi từng ở tù, anh cũng không chê bai tôi. 30 mấy năm qua, tôi không có ngày nào sống vui vẻ hết. Mọi người không có ai hiểu rõ hơn tôi thế nào là không tha thiết sống được. Từ khi tôi biết anh Đạt, tôi mới bắt đầu biết cười lại. Tôi mới bắt đầu biết trong cuộc đời này thật ra còn cái gì đáng để cho tôi lưu luyến. Tôi đã ở tù 20 mấy năm rồi, tôi ở thêm vài năm nữa cũng đâu có sao đâu. Tôi chỉ hy vọng anh Đạt không có chuyện gì. Tôi xin mọi người, mọi người nhất định phải giúp cho anh Đạt, mọi người cứu ảnh đi. Nghe tôi nói, nếu dì muốn giúp chú Đạt, trước tiên phải chăm sóc bản thân đàng hoàng, đừng tăng thêm lo lắng cho chú Đạt. Giao lại vụ án này cho chúng tôi. Dì Lan, dì tin tụi con đi. Dì yên tâm đi, tất cả mọi người ở đây đều sẽ cố gắng giúp chú Đạt. Không, tới cuối cùng chúng tôi cũng không bỏ cuộc đâu. Là điều tra tới cùng không bỏ cuộc. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Vào năm 1992, Tạc Dương Nguyên Chí Hải cầm vũ khí cướp một tiệm vàng ở Tây Hoàng. Dựa theo lời khai của nhân viên lúc đó, tuy Nguyên Chí Hải không nổ súng, nhưng đã dùng bán của khẩu súng lục hắc tinh đó đập vào đầu họ một cái. Nhân viên lập tức bị chảy máu đầu đã đành, cùng bị trầy xước mặt. Dùng bán súng đập đầu, chảy máu không có gì lạ, nhưng tại sao lại có mấy vết máu này? Trừ khi bán súng bị mẻ, cú đập vào đầu đó chẳng qua là đập từ trên xuống, nó sẽ tạo thành vết thương như vậy trên hình ảnh. Tìm được khẩu súng lục trong ngăn kính của phòng trà, trên đó có một chỗ mẻ. Sếp Lực, sếp nghi ngờ bán súng này bị mẻ là khẩu hắc tinh do Nguyên Chí Hải dùng để ăn cướp. Đúng vậy. Có lại một vụ án khác do Nguyên Chí Hải phạm vào năm 93, cũng là cầm vũ khí đi cướp. Địa điểm là tiệm đổi tiền đường Tân Khang, Thượng Thủy. Lúc đó có phóng viên chụp được Nguyên Chí Hải. Bán của khẩu súng này đúng là có bị mẻ một chút, nhưng mà độ phân giải của tấm hình thấp quá, không đủ để chứng minh có phải là cùng một khẩu súng hay không. Cổ nổi 3 năm trước, Nguyên Chí Hải đã bệnh chết trong tù rồi, không thể gặp hắn kiểm chứng được. Đúng là người đã đi rồi, nhưng viên đạn nhiều khi vẫn còn đó. Đây là ghi chép của vụ án năm 93. Nguyên Chí Hải từng bắn một phát ở Thượng Thủy, lúc đó không tìm được viên đạn, cho nên giám định vũ khí không có ghi chép đường rảnh xẻ của viên đạn này. Sếp Lực, không lẽ sếp muốn chúng tôi tìm lại viên đạn của năm 93 sao? Chỉ cần trùng khớp đường rảnh xẻ thì có thể chứng minh được khẩu súng hắc tinh giấu trong ngăn kính của tầng 2 là khẩu súng thuộc về Nguyên Chí Hải dùng để đi cướp. Cho dù chứng minh được Nguyên Chí Hải đã sử dụng khẩu súng này, cũng có thể nói là chú Đạt cho hắn mượn. Tôi đã điều tra Nguyên Chí Hải và chú Đạt, giữa hai người này không có dấu hiệu qua lại, cũng không giống có bất cứ quan hệ gì. Điểm này cũng rất quan trọng, nhưng không đủ thuyết phục Sở Tư pháp đồng ý khẩu súng không liên quan gì tới chú Đạt hết. Cho nên chúng ta phải đồng thời điều tra được trước khi chú Đạt mua tiệm Nguyên Chí Hải có mướn căn hộ này hay không. Nếu có đủ cả hai chứng cứ sẽ có thể có đầy đủ chứng cứ suy đoán được người giấu vũ khí là Nguyên Chí Hải chứ không phải là chú Đạt. Muốn điều tra 20 mấy năm trước Nguyên Chí Hải có mướn căn hộ ở tầng 2 này hay không đã là chuyện không dễ. Còn phải tìm luôn viên đạn đúng là nhiệm vụ bất khả thi đó. Lần trước thấy qua không sao, đã là một kỳ tích rồi. Lần này còn phải tìm viên đạn đã biến mất cách đây 30 năm nữa. Làm gì có nhiều kỳ tích tới vậy. Tìm, chưa chắc tìm được, nhưng không tìm thì chắc chắn không có. Lần này nhiệm vụ bất khả thi, hy vọng có thể đồng hành với thần, cùng nhau tạo lập kỳ tích.